biệt là hôm nay hay chồng Thúy Trinh báo cho cả nhà một tin rất là mừng. Cả nhà mừng, Trinh mừng, Trinh biết là cả nhà cũng rất là mừng cho gia đình Thúy Trinh. Thì vợ chồng Thúy Trinh hôm nay bật mí luôn. Bật mí luôn cho cả nhà biết là cả nhà thương gia đình Tú. Đó là chính là em. Chính là em. Là tại vì cái lượt đăng ký của Tú thì lên. Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Thúy Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn và luôn bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay hai vợ chồng Tú với cùng mẹ để bọc ổi với cắt đọt ổi luôn của chú anh chị. Đâu? Em ơi. Mẹ ơi. Chào cả nhà. Cái này thì cha với mẹ cũng đã bọc nhiều lắm rồi cả nhà. Bây giờ giống như là bọc giống như sót á. Đó, mình bọc lại thôi, bọc đi bọc lại hoài vậy. Bọc đi bọc lại hoài vậy đó. Gớt gớt nè. Nè cái trái gì thì mình bọc nè. Cho nên là giờ Trinh thấy mẹ bọc á, Trinh ra bọc phụ mẹ luôn ha. Mẹ bỏ bớt một trái nè. Bọc hoài á. Ô một cặp luôn nè. Cái này mẹ bỏ bớt một trái. Cặp trái bự ghê ha. Một cặp thì mình bỏ một trái. Một cặp thì lựa trái không đẹp á, mình bỏ đi. Ồ mang bọc cũng lý tưởng quá ha. Đẹp quá ta. Ừ đẹp hả. Thường là cha với mẹ đợi trời mát mát á, sáng sớm hoặc là chiều thì cha với mẹ cũng ra bọc, ngày nào cũng vậy chứ, ngày nào hai ông bà cũng ra bọc, bọc mớ mớ thôi đó. Rồi cái nào sót thì mình bọc thêm, thì ổi bọc hoài đó cái nhà. Mẹ cha thường hay bọc sót hoài thì tại vì, ra hoài luôn đó. Bữa nay nó nhỏ nhưng mà ngày mai cái nó bự á, nên là ngày nào cũng đi bọc hết luôn. Rồi cái đọt ổi là nhiều khi mình cắt sót á, giống như đọt ổi gì nè cái nhà, là nó ra trái gì nè, thì mẹ trên bọc bữa nay hoặc ngày mai ngày mốt là nó ra nữa rồi. Đúng rồi. Cho nên là phải bọc hàng ngày ha. Cái đọt ổi mình cắt bỏ cho nó ra nhiều đọt, nó ra bông nữa. Cái này là chỉ bọc cái sót của mẹ lại thôi. Tôi thấy mẹ đọc bọc mình nên buồn á, nên ra bọc phụ mẹ luôn. Để này thì cha chân cưa rồi nè ha, cha lấy chân sứa á, gọi là rửa chảng nữa nha, cha cưa ngang vậy nè. Ở đây ở vườn mình thì gọi rửa nhãn nữa nè. Ở vườn thì gọi là rửa nhãn, còn rửa nhãn là gọi là cưa đó cả nhà nè. Cưa xong cái mình cưa cái tược này nè ha, bữa hổm cha Trinh đẻ cái tược này thì cưa bỏ bắt đầu nó ra nhóc luôn nè, ra khác á, với lại nhãn không có bị cao nữa, nó không quá cao mà nó ra, cái tàn nó xè ra nó có ấy hơn, mà mình để không nó tự nhiên nó dược lên không, mà nó không có cái tàn bự ra. Việc này là gọi là công việc hàng ngày của cha mẹ Trinh nè cả nhà. Ngày nào cũng thấy cha với mẹ đi ra vườn để bọc ổi với lọc đọt ổi. Cái sáng hoặc cái chiều nó mát thì mẹ với cha mới ra bọc dài bọc như đó cả nhà, bọc chừng 100-200 trái vậy. Cái cha mẹ cũng nghỉ chứ qua bữa sau bọc tiếp chứ không có làm giống như là quá sức á, cho nên là cũng cả nhà cũng yên tâm nha. Thì cha với mẹ Trinh chỉ có cái vườn ổi thôi à, nên là thu nhập chỉ có nhiêu thôi, nên là mẹ kêu mẹ nghỉ bọc ổi dễ gì. Với lại mình muốn người ta làm á thì phải ổi thiệt là nhiều, thì người ta làm nguyên một ngày hoặc buổi gì đó cả nhà. Chứ cái này thì lay gai á bọc sơ quan cái là hết rồi, cho nên là không mướn được. Thì khi nào con cái giống như Trinh hoặc Nguyễn thì rảnh thì bọc cho mẹ, còn không rảnh thì ra với mẹ hàng ngày ra bọc một chút vậy đó cả nhà. Hoài cho nó chìm hoài cho nó ra hoài đặng giống như là gì nè cả nhà, cho nó ra hoài có tiền hoài xài hoài. Tại vì hai cha với mẹ cũng đâu có gì đâu, chỉ có cái vườn nhãn thôi à. Vườn nhãn gì ổi. Ổi vườn nhãn thì tới mùa một năm vậy bẻ nhãn có một lần thôi, còn ổi thì mình bẻ suốt à. Ổi bọc ổi mình bọc là có trái đó. Này sót mấy trái nha. Mẹ mắt mẹ mời chứ gắn nhỏ xíu thấy liền. Mẹ thấy gắn nhỏ xíu à. Gắn nhưng mà gắn đâu có độc kệ nó ha. Gắn hột mè. Gắn ăn chuột. Ăn chuột luôn à. Gắn ăn chuột mà nó cũng sao. Ổi này á, nhà cái giống như là bị lớn rồi cả nhà, mình có thời gian á, rồi mình bẻ mấy cái ổi nhỏ rồi bỏ đi. Chứ nó ra 2-3 trái rồi bẻ bỏ đi. Nhiều quá nó cũng không có trái bự. Giống như kiểu mà qua năm suốt tháng ở nhà, còn nhãn mẹ trên thì chỉ có một năm chỉ có một mùa là hết rồi đó. Qua Tết nữa có nè. Mẹ mẹ trái trên này được mẹ cho con mượn bọc nè. Đây con dế xuống mẹ bọc con, đợi con cầm nó quay. Nhấp luôn ha.
muốn trái gì mẹ bọc hơi khó tại vì gió á. Dạ. Ồ nhóc luôn đi nè. Trên đầu lừ luôn nè. Trong đó nó còn nữa rồi. Dạ. Còn nè. Cây này sót nhiều lắm. Sót với lại trong chợ có nhiều khi mẹ không sót. Nguyên cây này còn nhiều lắm. Chèo luôn. Dễ gì dễ bọc hơn. Con té không sợ rồi. Con té nặng ký. Ý mẹ nói là gãy nhánh chừng té đó hiểu không? Đúng rồi. Em nghĩ gì đâu không. Chọc mẹ chơi vậy. Thấy mẹ hiền chọc. Mặc chọc. Áo cho mấy em. Mặc áo cho đẹp. Ngộ lắm, ổi này mà mình không bọc á. Mình không bọc là trái nó có bự. Với lại nó bị cái giống như là nó bị thẹo á, bị cái đó là cái gì nè, cái gì mùa xương ha, bởi vì nó giống như có thẹo vậy đó, ông mới đem đi đâu có ăn được. Dạ. Mình trồng cái lá á, đi qua cái hút á, con trái này. Mắt mẹ tỏ quá ha. Gắn nữa xíu nãy em thấy. Ừ, anh còn không thấy, mẹ thấy hay thiệt. Nó bông xanh, xanh tươi, xanh lục tuyết. Ồ, nó kìa. Trên đó kìa ba bóng trái luôn. Đọt hả? Ồ, đang cây này nhóc luôn nè. Nè. Đọt này mẹ dịnh đi mẹ ơi. Đây nè, anh quằn xuống nè. Anh quằn xuống nè. Đi bọc ổ cho cũng dòm kỹ lắm. Dạ. Giờ mới có gắn gít gì không cả nhà gì không? Đúng rồi. Gắn ở trên cái ổi á. Mấy con gắn thường lục mẹ nó tiệp á. Mình vô cái ổi mình quằn xuống á là mình phải dòm. Phải dòm vòng vòng. Vòng cái ổi thì có gì không? Đây mình dựng đi rồi. Trời ơi, mình có ổi sót nữa nè. Ồ. Đây. Rồi, mời cô chú anh chị luôn. Lúc cái ổi mà còn nhỏ xíu á mà bọc tới bị lớn nè. Cũng lâu hả mẹ? Tháng mới ăn nha cả nhà. Đây cái ổi này là mẹ trên bẻ sót chứ là mẹ mới bẻ rồi á. Mẹ mới cắt rồi cho nên là không có ổi bự đâu. Cái này là sót nè. Cái này là thưởng cho anh Tú. Công của anh Tú đi quay. Rồi, cũng mời cô chú anh chị luôn nha. Trời ơi, sót cái gì chứ ngọt lắm đó. Ừ, ngọt thiệt. Ngọt ngay luôn á. Ngỗng đẻ được 10 trứng rồi đó mẹ. Đẻ sai á. Vừa rồi đẻ được 3 ống trứng rồi ha. Ừ. Cho trứng này đẻ 10 trứng vậy. Hai trái. Này là trên đọt á, nhiều khi mẹ qua nước lên là bị dễ bị chóng mặt á. Những cái dưới hộp được mấy cái trên đọt này. Thường vậy chứ chóng mặt. Bị say sẩm á. Thấy vậy á, cả nhà thấy công việc nó nhẹ nhàng vậy đó ha, bọc ổi nhưng mà kim dặn mẹ là bọc ít ít thôi là vô được rồi. Tại vì mình dễ chóng mặt lắm. Mình quằn qua quằn lại nè. Cái nhánh ổi nó quặt qua quặt lại á. Qua lại hồi đây chóng mặt. Giống như kiểu mà mình đi ngoài sông mà xây sóng vậy đó. Nó qua lại á. Tính nó xe xe à? Bởi vì dặn mẹ hoài, chừng nào mà thấy hơi chóng mặt là vô đi. Để bước khác bọc, mình không có gấp. Tại vì ổi là nó có quanh năm suốt tháng. Hả? Em thấy chả ổi không? Trời ơi mẹ. Mẹ. Chả ổi mẹ gần nửa ký lô. Nửa ký lô luôn. Vậy hả? Hèn chi. Chưa. Nó vẫn còn màu xanh cả nhà, nó chưa có màu vàng. Ôi ôi. Chừng nào nó màu vàng á, nó mới già. Thẳng cái mọc luôn rồi nè. Tại vì cả nhà biết sao, có mình ơn đó à, cái nhánh này có mình ơn đó cho nên là đủ sức nuôi cái trái này nè. Trái này nửa ký lô á, nửa ký cái nhánh nó hết quặng luôn rồi. Cái này phá cái lực luôn rồi đó, nửa ký lô mà nó chưa vàng, nó chưa hẳn ra trái nha, nó chưa nó còn chưa vàng, nó già, nó còn xanh là còn bự nữa. Dịch xuyên là nó ăn riêng của nó cả nhà, còn siêu và lan dịch đẻ kia là đi riêng, nó không có đi chung nhưng mà nó không có ca. Không có cắn lộn. Nó mới cắn. Nó đỡ cho nó không có cắn. Ở của mẹ trên bọc ra tới đây là hết rồi đó cả nhà. Ừ, tới chuồng dịch của Tú à. Tới chuồng dịch của Tú là hết rồi ha. Cũng vừa hết luôn nè, vừa hết bọc luôn. Cái này là tại trên bọc tù thôi chứ còn ngày chịu bọc mà từ đầu tới đuôi mấy bao vậy mới có đủ. Mà tại vì mẹ trên bọc rồi, xin chỉ coi cái nào nó sót trên bọc lại thôi đó. Rồi xong mình vô mình sẽ thử cái lò vi sóng luôn cả nhà ơi. Bọc trên chủ yếu ra đây bọc ổi cho mẹ nhanh nặng rủ mẹ vô thử cái lò vi sóng.
Hết rồi. Rồi vô, xong rồi. Trên đợt nhãn dưới này Tú dọn cái trống này. Xem dễ cái cưng á. Qua năm có con luôn á. Qua bển không biết đường về. Vậy Tú hồi sáng đi cho ăn á cả nhà. Anh Tú nói là dịch sim đi cả nhà, dịch sim đẻ nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 trứng này. Hôm bữa trên phát hiện thì 8 trứng, bữa nay được 12 trứng này nha. Dịch sim nó đẻ nó mới gớt cái lông nhỏ nhỏ, nhỏ nó ra này cả nhà. Đợt nó ấp á. Nó đầy lông nó là bắt đầu chuẩn bị nó ấp rồi đó. Được 12 trứng chắc cỡ 10. Nó đẻ sai lắm là 15 mà. Mà Trinh nghĩ chắc cỡ 12, 13, 14 trứng rồi nó ấp rồi. Tú cũng mấy cái miếng tôn kia đắp đỡ qua cả nhà. Tại thấy trời trời chuyển mưa á. Sợ nó tạt vô cái lỗ nè. Trinh với Tú làm bít luôn. Xích vô cái cao được không anh? Được rồi. Được rồi anh ơi, được rồi. Nó không tạt rồi được rồi. À, khô nó không có tạt vô là được rồi. Thấy đàn vịt Trinh thấy cưng không cả nhà? Nằm nghỉ nè. Này anh dọn đường này thấy trống ha. Trống dễ đi. Ừ. Chứ hổm tại vì nhãn của cha Trinh đang ấy á cho nên là không có dám dọn. Còn đang ăn trái. Rồi. Ừ. Rồi ha, dịch sim ra dịch sim ha, chi phê ai sao á. Tại hai cái khác nhau. Dịch sim này ra thấy thoải mái bự sợ luôn, nhà nó ra đây thoải mái á. Ra ngoài này công nhận là bài dịch của Trinh ra ngoài này rất là lý tưởng luôn, đủ nắng mà có mưa thì cũng đủ mưa luôn, đủ gió mưa là gió nắng đầy đủ rồi, cũng có đủ bóng mát luôn, tại vì có mấy cha cây của mẹ Trinh nè, như mấy cây nhãn rồi đó là chui vô mấy cây nhãn, còn mưa quá thì chui vô cái túp liều. Trinh với Tú có làm ba túp liều á, cũng chui bên đây chui bên đó luôn, ba túp liều luôn. Bây giờ nó cũng khôn nha, nó vô túp liều này là kín nhất nè cả nhà, vô túp liều này đẻ nè. Còn tiếp liều này thì chủ yếu uống nước nó vô nè. Để Trinh. Còn tiếp liều thứ ba thì nó che mưa. Không, Trinh với Tú chắc có lẽ là sẽ làm cái tiếp liều này cho nó kỹ lưỡng xíu, làm gãy gơm. Gãy gơm cho chuẩn bị cho nó đẻ. Em nói đúng rồi đó. Thì mình đẻ trứng á cho nên mình phải gãy gơm cho nó đẻ vô đây. Tập cho nó quen á cả nhà. Ban đêm vô đây ngủ nè. Ừ. Chưa thế nào. Thử trước rồi mấy mặn gà dịch. Chưa có thử bao giờ cho nên là hôm nay thử mà thử chưa dám thử con vịt. Là hôm nay Trinh cũng có mua đùi gà với cánh gà ha. Cái này là gà công nghiệp. Trinh mua đùi gà với cánh gà để cho mẹ ốp nướng thử. Nếu mình nướng thành công thì lúc đó mình mần con vịt á, mình nướng luôn. Ở đây thì Trinh cũng có mua thêm xương ống á để mình hầm lấy súp ha, với dưa leo để mình ăn kèm. Ở đây thì quýt. Cái quýt thấy ngon quá mà chị nó ngọt. Không biết ngọt không nè, Trinh mua cái quýt nha. Có thịt đang chuẩn bị nướng, đang thịt nướng. Để hũ nữa hũ được rồi. Chưa ăn thành mắt ca nó cho nó thấm cái mình. Rồi mình nướng. Mình bỏ vô rồi nướng. Hôm nay mình để cái mắt ca nó tạm. Làm lâu ngày cũng kinh nghiệm. Mẹ cũng chưa từng biết cái lò bị sống luôn. Mẹ hỏi là hâm bỏ cái hũ hũ á, nó bỏ vô hũ hũ cháy luôn á. Thì nói chung là cái lò đó là Trinh mua thì nó giống như là mình gia đình mình chưa có từng xài á, nên là Trinh phải tìm hiểu kỹ rồi mới dám để cho mẹ với mấy bé sử dụng. Tại vì tuy là hâm nhưng mà nó cũng quay điện á, rồi sợ nó mất. Xài có lần hai lần, xài lần hai lần mới biết. Sợ nó mất thì nó nổ chưa biết đâu. Chưa. Nên là Trinh hổng ngày Trinh chưa dám dám làm mà vậy đó cả nhà, coi kỹ lưỡng rồi mới dám, nên là từ từ sẽ có kinh nghiệm sau, như mình học hỏi từ từ á. Nó để khoảng nửa tiếng nè, nửa tiếng thì mình đem mình hấp. Ủa mình đem đi mình nấu, mình nướng. Hấp phải nấu. Hấp nấu. Cái bét là mới đúng rồi, nướng. Nướng. Ở đây thì Trinh sẽ lấy ra mấy cái này Trinh rửa ha. Mới thì nó sẽ có cái mùi keo này loại ta dán cho nên là mình phải vệ sinh cho sạch luôn. Cái khăn khô, cái khăn sạch ha, để mình nhúng nước. Nhúng nước mình rau sơ bên trong này. Đúng rồi, để thọt vô nó hô cái mùi giống như là mùi ấy vậy đó mẹ. Thì mùi giống như mùi keo, keo mùi mũ mùi này mùi kia cái nhà người ta dán vô á. Nên là nó sẽ bị hôi. Mình lau vô sạch hết luôn nha. Thôi nhé khô á, Trinh lau lại một quận nữa. Ủa cho nên là cái này là cái đồ nóng nè. Cái cộng dây điện á, cộng dây này. Giống như là người ta nấu nước á. Ngon ha. Ừ.
xin vệ sinh cho sạch, cho khô lại luôn. Lần đầu tiên Tú mới thấy luôn á. Trời ơi, mẹ sao mấy tuổi mẹ chưa thấy. Có thấy cái nhà như là mình biết, nhưng mà mình biết chưa có sử chứ. Dụng bao giờ. Đúng rồi, không biết nên sử là dụng. Mình cũng hơi ngỡ ngàng, mình không biết sử dụng sao không? Thì Trinh cũng phải tìm hiểu kỹ chút Trinh mới dám xài lại. Cái này nó dính dáng tới điện nữa, nên là mình cũng sợ á. Trinh lau thêm dụng nữa ha. Xong rồi mình mới bắt cái điện lên đó. Bắt cái điện lên cho nó cái đỡ cái hơi nóng nó ra. Dạ. Hơi nóng nó ra cái mình mới cho nó ra cái mùi thôi đó. Ghim ghim điện vô. Ghim điện vô. Cái này hẹn Tú cũng đã ghim điện xong nha. Giờ Trinh sẽ bắt cái mức thấp nhất nè. Cái độ nóng của nó. Rồi xong rồi Trinh để 1 phút rồi. 2 phút đi. 2 phút điện. Có điện vô đó mẹ. Cho nó cháy đèn nha. Cho nó được 2 phút. Rồi cháy đèn rồi nè cô chú anh chị. Có điện bên trong á. Để cho nó giữ cái độ cái nồi nãy giờ mình lau chùi á, cho nó khô thoáng. Rồi mình phải bỏ thức ăn vô. Đây là độ thấp nhất nha cả nhà. Ví như là mình khởi động cho cái máy nó hoạt động cho nó nóng á. Chạy gù gù luôn mẹ ha. Bà nó chạy im ha. Im. Chạy nghe nó không nghe. Nó nghe mà nhỏ xíu à. Mới. Nhìn như anh Tú nói này, ở nhà tháo cái này ra đi, đặng cho nhìn bên trong cho nó dễ thấy á. Tại có bóng đèn trong đây là mình dễ thấy gà nó chín hay chưa. Nhưng mà nghĩ lại, người ta nói bảo hành năm, lỡ mình tháo ra hết nó mất cái này, cái hình tới lúc mình nó bị hư cái gì đó, không bảo hành được ha. Nên là Trinh sẽ để nguyên vậy luôn. Nó chạy. Chuẩn bị hết đã, chuẩn bị hết đó. Chuẩn bị hết nó sẽ ra. Chuẩn bị tới chưa xuống xíu nữa. Trinh cũng tìm hiểu xong mình mới dám sử dụng nha cả nhà. Tại cái này nó bằng điện á, cho nên là mình thấy mình cũng hơi lo. Đó. Được rồi đó. Bay rồi đó. Bây giờ được rồi ha. Trinh sẽ lấy ra nè. Trinh với anh Tú thì không làm cho lắm, cho nên là muốn an toàn thì mình gỡ cái điện ra. Như nào giờ mình không có xài á, mình không biết, mình gỡ ra đi. Cái dĩa này thì Trinh để hứng ở dưới ha. Lần nữa mình dễ vệ sinh cái dĩa dưới. Mẹ cái dĩa dưới mà bể cái không biết lấy dĩa nào để bỏ vô luôn á ở nhà, tại nó có cái mắt có cái ấy làm linh chân. Đúng rồi, cái chiều á, cái đùi này hơi bự nha. Mình sẽ bỏ cái đùi ra, làm theo cách hướng dẫn á, cho nên là mình cũng còn hơi hồi hộp tại vì mới đầu tiên á cả nhà. Mình lấy ra ha, nó dính là trên chùi ra đi, để hồi nó nóng quá nó chín lại khó chùi. Mình nói chung là an toàn trước đi, tại mình không có sử dụng á, nên là Trinh cũng chưa biết. Nếu cô chú anh chị mà biết á, thì biết đã sử dụng qua rồi thì Trinh cũng mong cả nhà sẽ thương mến chia sẻ cho Trinh biết cách sử dụng máy cái lò vi sóng này luôn ha cả nhà. Ở đây thì cái đùi, cho nên là chắc mình dặn lửa cái này là trung bình, ở trung bình đi. Này là thấp. Thấp trung bình, còn này là trung bình cao, trung bình cao đi. Trung bình cao ha. Trung bình cao nằm ở đây nha cả nhà. Còn này là thấp trung bình. Đây trung bình cao nè. Còn này là cao nữa nè. Nhưng mà đầu tiên mình chưa biết thì mình để là trung bình cao thôi. Thì hình như nướng mức 1 mà. Hả? Nướng mức 1 á. Nướng mức 1 hả? Cái này hấp mà. Ừ đúng rồi. hấp ha, trung bình cao á. Vậy là qua bên nướng đi cả nhà. Nướng đúng rồi. Nướng qua đây. Rồi. Mức 2 đi. Nướng mức 1 ha. Mức 1 ha anh ơi. Mức 1 đi. Rồi cái có gì thì mình cũng chữa được nha cả nhà. Thì ở đây là người ta sẽ cho mình hẹn bao nhiêu phút này ha. Trinh sẽ hẹn là bao nhiêu đi anh? Hai chục phút thôi. Tại vì đầu tiên mình chưa biết làm, mình làm 20 đi. Khi nào mà 20 dở ra nó chưa chín thì Trinh sẽ làm thêm giờ nữa. Còn chín rồi thì thôi ha. Kẻ trong quay kìa. Quay á? Cái gì? Ngộ vậy? Nó quay kìa. Anh Tú nó ngộ vậy. Nè mà câm với cô chú vậy đất đó đó. Nó quay đó. Cô chú anh chị biết rồi. Hai vợ chồng mình hai lúa chưa xài, bây giờ thấy nó quay thấy ngộ. Có cái ngộ ha, có nhiều quay ha. Quay nè. Ừ. Cái chỗ là thấy quay. Nè nó quay nè, Tú ấy gần này cô chú anh chị, nó quay vòng tròn nó. Cái này ngộ thì à. Nướng là Trinh chọn mức 1 thôi nè. Còn mức 2, mức 3 nữa cả nhà. Nhưng mà mình chọn mức 1 trước đi, khi nào mà chưa đạt thì mình sẽ làm thêm cho nó dễ, tại vì mình chưa có sử dụng qua cho nên là mình cũng chưa có gành. Đây là mình chọn cái gì nó an toàn nhất.
rồi xong rồi khi nào mình nướng qua rồi mình biết rồi á, thì sau này mình có kinh nghiệm rồi mình sẽ chọn cái đúng như cái quy định nó đưa ra là nướng bao nhiêu giá tính tú. Bây giờ hiện tại là trình diễn tú chưa có nắm, chưa có biết được. À, mình đứng ở ngoài thấy luôn nè. Quay cái nếu mà gỡ cái này ra là mình thấy luôn. Dạ mà cô chú. Hôm nay cho Thuận với Thư với gia đình Tú Trinh, không phải Thuận Thư không đâu, ngoại được luôn. Thưởng thức món nướng nha. Ôi sao nghe mùi thơm quá vậy? Để nhanh chứ gì mẹ, thơm rồi đó mẹ. Ủa mà nó đâu có bay mùi ra đâu được ha, tại mình tưởng tượng ra. Anh ơi. Nghe. Ủa nghe mùi thơm rồi đó. Nghe mùi thơm đó. Mà không biết phải của mình ha, nhà cái bên nó gió nè. Gió làm rồi cái bên đó. Tại hình như có mình thấy nó quay trong thử. Nè, nó quay trong. Mẹ rồi. Để ba cái đùi trong. Để ba cái đùi á. Thấy không? Mẹ chưa biết có hay không nhưng mà tạm thời là dặn gia đình mình là kỹ về cái dĩa. Cái dĩa dưới lớp dưới á. Thì đồ ăn á mẹ, đồ canh rồi mẹ đem bỏ vô cái máy vi sóng không này không. Không có dĩa xe cua. Mẹ sao mẹ này phút. Không có cái dĩa xe cua. Cái này là phút nè con. Cái này mẹ dặn. Mẹ dặn. Cái này thì giống như là con thắt nè thử. Con thắt nè, cái độ thắt nè, cái độ thắt thì nó hơi ấm ấm thôi. Hồi nãy mẹ làm khởi động cho cái độ hâm. Còn bên đây độ nướng. Đúng rồi. Cái này là hâm đồ ăn nè thử. Trung bình nè. Còn ở dưới đây là mức nướng. Ông nay Trinh mới bỏ vô nè, cái nước nó hết sôi nha. Giờ Trinh bỏ đường với bột ngọt với xíu muối. Đặng hồi mình nó nổi bọt lên á, để mình vớt bọt cho nó dễ cái nha. Này chắc Trinh phải thêm miếng nước nữa nè, mình vớt bọt cho nó dễ. Hai chồng Tú ngồi sớm giờ chờ đợi quên. À, đang ngồi nói chuyện với mẹ, nghe cái tan giật mình. Giờ lại dở ra coi chín như nghe cả nhà. Mình nghe cái tan rồi đó. Ôi thơm quá vậy. Gà nó thơm mà nó chưa chín như cả nhà. Nó còn lớp dưới nè, giờ mình chở bề ha. Lớp dưới thì nó nước còn mà lớp trên nó hết rồi. Vậy là thấm vô miếng nữa. Hồi nãy mình bật mức 2 lên mức 4 đi, ở mức 3 đi. Cho nóng hơn ha. Ừ, mức 3 đi. Tại vì mình không có kinh nghiệm nên là mình làm từ từ ở cả nhà. Giờ nóng quá. Bây giờ Trinh quét thêm cái gia vị vô rồi Trinh sẽ ở da. Trinh sẽ làm lần thứ 2 nha. Giờ lên mức 3, dặn nửa tiếng đi. Thêm mức 3 đi cả nhà. Rồi đó. Mức 3 không anh? Vậy là nãy mới mức 1 à. Bây giờ mới mức 3 nè. Mức 3 đó. Hồi nãy giờ là mới mức 1 rồi cả nhà, mà Trinh nói mức 2 nhưng mà nãy giờ mức 1 hàng kia nó lâu nè. Nó chưa có đủ độ vàng nha. Mức 3 mà dặn 30 phút đi. 30 ha. Wow. Chạy liền thấy không? Rồi. Tại vì cái gà nó chỉ có mới là giống như là nó mới vừa săn thôi chứ nó chưa có lại gì hết luôn. Cho nên Trinh với anh Tú đổi lại là xài mức mức 3. Hồi nãy mức 1 à. Bây giờ về tới đây mức 3 mà có mức 2 à. Nên là giờ Trinh xài mức 3 luôn ha. Dặn thêm là 30 phút. Tại vì Tú nướng từ từ mới biết. Mình biết từ từ á cả nhà. Mình như là mình chưa có xài á là cũng sợ. Nhưng mình làm giỏi quá sợ nó khét nó không ngon. Phải mềm cho mềm mà củ cải nhắc xuống được. Cao là giống như là bên nướng lửa nóng á là cao nè. Còn cái mức độ nướng thì mình dùng hết ga luôn là 35 độ ha. Giờ thì nó cái tan rồi nè, giờ Trinh mở ra. Ồ thơm đây. Dữ vậy. Thơm bát ngát luôn, vàng khè mẹ. Vàng khè luôn. Để Trinh lấy cái miếng. Tại vì nãy sợ đó, sợ cho nên là tắt tắt cái điện. Sợ tắt cái điện, giờ Trinh sẽ lấy ra ha cho dễ. Đây, vàng nín luôn, thơm ngon luôn nha cả nhà, để Trinh lật bề dưới luôn. Hồi nãy con chở bề mẹ. Hồi nãy là cái bề này là bề trên nè. Bề trên lật lại bề dưới. Thơm bát ngát luôn. Là tổng cộng là mình nướng 2 lần. Lần trước là 22. Lần trước là 20 phút, lần sau là 35 phút nha cả nhà. Thì Trinh cũng bỏ cánh vô luôn. Dặn ôm luôn. Biết rồi dặn một lần ha. Trung bình dặn một lần một được một lần. Một lần một. Một lần nướng được rồi. Một lần nướng. Giờ Trinh cũng bỏ. Nếu mình không biết thì dặn 2 lần. Trinh bỏ cánh vô luôn. Lần đầu nó săn thịt thôi. Lần đầu nó mới có. Tại lần đầu Trinh với Tú không có kinh nghiệm á. Không, nếu mà tôi không tình cờ chị Phượng điện lại chơi là cũng không biết luôn mẹ. Không biết là mức cao nhất với lại bao nhiêu giờ á. Bao nhiêu phút, 35 phút luôn là mình còn nướng thêm quận nữa.
đủ luôn ha. Vừa đủ luôn. Rồi giờ Trinh bỏ vô lò luôn. Nó tôm tôm cái nước xuống đây nè, nó không bị dơ. Chứ nếu mình không bỏ dĩa này là nó tôm ra ngoài nữa, mình lau chùi khó lắm. Rồi đây lại. Giờ Trinh sẽ lại lại ha. Cái mức cao thì mình có sẵn rồi. Giờ thì mình cứ dặn giờ thôi cả nhà. Dặn thêm 35 phút nữa nè. Cúp thì mẹ Trinh cũng nêm rồi ha. Trinh bỏ hành lá vô nó cho nó thơm. Bây giờ Thuận cũng trễ giờ á, nó cho nên Thuận đi học rồi, đi thi rồi cả nhà. Tại vì nướng này hơi lâu á, đúng giờ mới thơm. Được. Thơm bát ngát luôn. Để Trinh lấy ra. Giờ ôm luôn em ơi. Vàng ha. Thuận ôm luôn. Hôm nay thì gia đình Tú ăn gà nướng. Gà nướng. Hôm nay thử cái lò quay cho nên là gia đình ăn gà nướng nha cả nhà. Mà hôm nay Thuận đi học rồi. Chúc Thuận thì hôm nay thi. Mắc thi á. Cho nên là nãy cho Thuận thử miếng, Thuận nó thôi để đi mẹ con chạy liên thi cái về con ăn luôn cho ngon. Con mời mẹ ăn cơm, Tú mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình Tú luôn. Trinh mời con mời mẹ, Trinh mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh nha. Mời cả nhà ăn cơm. Con ngoại, con ngoại ba, con mẹ mẹ mày chứ ăn cơm. Ăn cơm đi con. Ủa vậy là ba lấy thiếu một cái, hồi ba lấy thiếu nha. Ba, anh lấy thiếu. Cái cánh gà nó vàng thè luôn rồi. Vàng. Vàng vậy mới ngon. Ăn cái chót này. Thử rồi. Ngon. 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 Ngon gà nướng không? Gà nướng. Ngon gà nướng. Ngon nha gà nướng. Đúng rồi. Ngày nãy. Gà nướng đó con. Nãy chẻ nó ra rồi nên là gửi đấy. Nãy mẹ đã chẻ cái này ra rồi nên là con sắn ngay cái này nè. Sắn ra gửi ra. Trời ơi ngon quá nè. Ngoại ớt. Ngoại ớt nè. Dành nín luôn mẹ ha. Nó tự nhiên chưa. Nó hẹm quá ăn con. Ý ngoại nó nên ngoại rồi. Ngoại nó chấm muối tiêu để lấy miếng muối tiêu. Thôi thì khỏi rồi. Không có nè. Được không? Ngon không? Ngon không? Anh Thuận về ăn ngon nữa nè. Thử nay Thư chưa thi hả Thư? Nay Thư mà có dở. Ngon. Ngon hả? Chấm miếng muối tiêu vô. Chết chết. Xin mời cả nhà luôn nha. Gà. Biết sử dụng rồi mốt mình trên mặn dịch mình quay luôn cả nhà. Mặn dịch được rồi đó. Còn thịt nữa. Cánh gấp nha. Chừa cho Thịnh cái đùi. Chừa cái đùi. Ông ngoại không thịt vàng. Rồi quất hết cánh nè. Tôi cho cánh nó có gần nhà lộ lộ lãng. Thích canh nha con. Ăn gì nè? Ăn súp á. Chừa hỏng á. Xương ấm á. Ngọt. Giờ tới giờ ăn cũng nhớ. Nhà mình có rau quên cắt rau. Rơi theo dõi cái giò lò không ở nhà quên. Nhà có rau quên cắt. Quýt là trái là mê nhất luôn á. Mời cả nhà ăn quýt. Cái cam cho bằng cái quýt. Con phá vô dùng quýt thôi. Xin mời cả nhà luôn nha. Ngọt.
Quýt này là không phải một trái mà gờ gờ vậy đâu, có khi một trái nè, một chùm vậy nè, ba trái nè, đường ba bốn trái một chùm, bởi vì thấy mê đó, vô vườn quýt thấy mê đó. Rất là đặc biệt là hôm nay hay chồng Quýt Trinh báo cho cả nhà một tin rất là mừng, cả nhà mừng, Trinh mừng, Trinh biết là cả nhà cũng rất là mừng cho gia đình Quýt Trinh. Thì vợ chồng Quýt Trinh hôm nay bật mí luôn, bật mí luôn cho cả nhà biết là cả nhà thương gia đình Tú, đó là chính là em. Chính là em là tại vì cái lượt đăng ký của Tú thì lên nay được 5,000+ rồi, 5,000+ rồi. Nói chung là hai chồng Tú Trinh lúc mới làm á thì được 1,000 người rất là mừng, đồng hành cùng YouTube, đồng hành cùng cả nhà thì hai chồng rất là vui. Rồi hôm nay thì hai chồng có niềm vui giống như là vui hơn nữa là được cả nhà thương yêu đón nhận, nên là hai chồng có một cái con số gọi là cao á cả nhà, cao với gia đình Tú Trinh là 5,000 người. Thì đó là một con số giống như là hai chồng cũng đã ước mơ được 2,000 hả Tú? Hồi lúc mà 1,000 ước 2,000, bây giờ được 5,000 người, 5,000 lượt đăng ký thì Trinh cũng rất là vui mừng. Trinh không biết nói gì hơn là cảm ơn cả nhà, cô chú, anh chị và các bạn cùng các em gần xa đã thương mến xem clip ủng hộ để hai chồng Tú Trinh được như ngày hôm nay. Trinh cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin mến chúc cô chú, anh chị và các bạn và cùng các em lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi và luôn bình an trong cuộc sống. Là em cảm ơn chị Kim đã thương mến cho gia đình em một cái lò vi sóng để gia đình em được tiện lợi hơn trong lúc em có đi giống như là đi săn bắt hay đi đâu xa, ở nhà cũng có hai bé cũng có hâm đồ ăn được á, nên là em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe thì có mới coi là gia đình Tú Trinh thì gặp nhiều may mắn và luôn bình an trong cuộc sống luôn. Giờ thì video clip của gia đình Tú Trinh xin được kết thúc ở đây. Trinh cảm ơn cả nhà đã thương mến xem video. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.